Ờ, thư sư con xin sư giảng cho con hiểu nội dung bài dân hoa cúng Phật Cúng chúng con xin cúng dường Phật bảo bao cành hoa toàn hảo hiến dân trong kinh nhật tụng chùa Nam Tông Vì con tụng mà không hiểu rõ lắm ý nghĩa bài này Tức là gì? Khi mà mình dân hoa mình cúng đến Phật Pháp Tăng Thì đó là những cái bông hoa hoàn hảo đẹp nhất mà mình dâng lên tam bảo và cái điều mong mỏi của mình do cái phước mà mình cúng dường tam bảo đó cầu mong thoát chốn mê trần niết bàn chống đến hầu gần thế tôn tức là mình mong cái phước đó nó sẽ trổ nó đưa đến cái quả báo là thoát khổ Nha. niết bàn chống đến hầu gần thế tôn đấy rồi tiếp theo là cái phương pháp thực hành tức là gì quán cái sự vô thường tức là hoa tươi nhưng sẽ úa sầu à, cái nó có nó có hai cái nó có hai phiên bản một cái là à, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau thì cái nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau thì nó cũng như vậy đó là mong cho thoát khỏi cái nỗi khổ trầm lưng tức là hướng đến nước bạn và cái dòng tiếp theo đó là cái phương pháp thực hành quán sự vô thường hoa tươi nhưng sẽ úa sầu tức là hoa tươi rồi nó cũng sẽ vàng úa mình quán cái sự vô thường của nó liên tưởng ngoài vật bên ngoài liên tưởng ngược tới bản thân thì cái tấm thân tứ đại này làm sao tránh khỏi cái sự úa tàn cũng y chang như cái bông hoa này tức là mình quán cái sự vô thường tức là bản thân cái bài dân hoa cúng phật ấy, nó gồm ba phần thứ nhất là mình dân hoa những cái bông hoa đẹp nhất mình cúng dường đến tam bảo cái thứ hai là mình nguyện cái phước đó đưa mình thoát khỏi những cái nỗi khổ trầm luân và cái thứ ba là phương pháp thực hành tức là quán sự vô thường của các pháp từ những vật bên ngoài như là bông hoa cho đến chính bản thân mình như là tấm thân này